Trong bài phát biểu truyền thống vào đêm giao thừa được phát sóng trên truyền hình, nữ hoàng Đan Mạch Margaret, 83 tuổi, nói sẽ nhường lại ngai vàng cho con trai bà, thái tử Frederick. Bà nói, tôi đã làm nữ hoàng Đan Mạch được 52 năm, thời gian như vậy sẽ để lại dấu ấn đối với bất kỳ ai, kể cả đối với tôi. Thời gian trôi qua và số lượng bệnh tật ngày càng tăng, tôi không thể quán xuyến công việc được như trước đây. Nữ hoàng giải bài thêm. Vào tháng 2 năm 2023, tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn ở lưng, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhờ đội ngũ nhân viên y tế giỏi đã chăm sóc tôi. Nhưng điều này không khỏi khiến tôi phải suy nghĩ về tương lai. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 tới, tức 52 năm sau khi tôi kế vị ngai vàng từ người cha yêu dấu của mình, tôi sẽ trao lại ngai vàng cho con trai tôi là thái tử Frederick được biết, nữ hoàng Margaret II lên ngôi vào ngày 14 tháng 1 năm 1972 khi vua Frederick IX băng hà. Sau khi nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào năm 2022, nữ hoàng Margaret trở thành vị quốc vương trị vì lâu nhất ở châu Âu. Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch ra tuyên bố Thái tử Frederick sẽ kế vị ngai vàng trở thành quốc vương Frederick 10 vào tháng 1 năm 2024.